Dạ anh em, mình giới thiệu anh em cái nồi Mitsu. Con này thì nồi có cái khay bù ẩm ở đây. Ở đây tất cả các nút điều khiển bên trên. Đó, ở đây thì nó có cái gòn như thế này. Đây, cái nắp gòn bên trên. Ở đây nó có cái son. Ở đây đặc biệt cái con này thì nó có cái khay lọc nước này. Cái khay nước này anh em xài, anh em để lên trên như thế này. Rồi anh em châm nước nha, để cho nó ngay rồi khi mình châm nước là tối thiểu mức nó nằm ở đây. À, mức ở đây trong khoảng phạm vi cho phép nó nằm đây nè. Đó, nằm ở giữa này nó mới cho máy, nó mới cho chạy. Thứ hai nữa, khi mình sử dụng cái này á, nó có một cái là cái mắt độc này, mắt độc mực nước này. Thì anh em xài, anh em nhớ lấy nồi dẻ sạch á, anh em lau chùi được cho nó chạy cái mắt này, để nó đọc được cái mực nước của nó. Thiếu mực nước hoặc nước đục á, nó sẽ báo là cái nước này không xài được, là nấu cơm không được. À, rồi. Xin chào anh em.